Hello, chúng mình quay trở lại với Trò Đồng Võ Tùng và đến với một giá đường trên của Sao Ngày hôm nay sẽ là một kèo đấu cực kỳ căng giữa Darius thách đấu của Sao cùng với một đại cao thủ Poppy anh em nhé. Và cùng xem Sao sẽ có một kèo đấu như thế nào nào. Let's go. Ok, một trận đấu diễn ra ở mức rank thách đấu của máy chủ ở Trung Quốc Nhưng mà máy chủ này không phải máy chủ siêu cấp anh em ạ Máy chủ thường thôi, máy chủ Ionia Máy chủ đầu tiên và cũng là máy chủ có nhiều người chơi nhất của Trung Quốc à, Ván này vì đánh ở rank thách đấu nên là sẽ phải che map Cũng như là mình không được xem ban pick à, Lý do che ban pick là bởi vì là sẽ có những người người ta đá stream á Người ta biết là chung đi với Sao Mông mà người ta sẽ cấm rất là nhiều tướng tủ của Sao là Không được xem ngọc tái hợp chi tiết Phía bên kia là một đại cao thủ Poppy đánh bằng quyền năng bất diệt và thiếu đốt anh em nhé. Mà Poppy đánh bằng thiêu đốt thì áp lực solo kill của nó là có nha Nó là con tướng đánh cấu rỉa cực kỳ khó chịu bằng quy và Những tình huống ném khiên nội tại có quyền năng bất diệt Cùng xem Sajmung sẽ xử lý kèo này như thế nào Khởi đầu đó là kiếm Doran của Bình Máu phép bổ trợ vẫn sẽ là tốc biến cùng với tốc hành mà thôi Có những kèo đấu ở mức rank thách đấu thì Sajmung sẽ đánh bằng thiêu đốt Nhưng mà đó là những kèo đặc trưng ví dụ như là gặp cơ Mew chẳng hạn Hoặc là Aurelia còn kèo gặp Poppy thì đánh vào tốc hành lấy thế từ nhà đến trường ha. Cố gắng giữ máu đầu trận anh em nhé Kèo này đừng để poppy pop nhiều quá Khả năng all in đến từ Darius với tốc hành cùng với 5 stack Nó là công cụ để Darius có thể solo kill những con tướng chống chịu khu đường trên rất là tốt ở Cấp 1 sẽ nâng Q hay nâng W đây Poppy sẽ ném một cái khiên nội tại để cấu gì có sao cho sẽ trả đam bằng một cú Q bóc giáp cốt tốt. Một pha quy làm mềm ba con linh đánh gần đến từ sao cho cùng với trả đòn với tình huống nội tại đến từ Poppy phía bên kia. Đối phương tiếp tục có nội tại và nội tại của Poppy nó có thêm quyền năng anh em nhé. Quyết định của Sao là nấp đi và sau đó thì xử lý với một cú quy ăn lính rất là tốt. Ok. 5 con lính dành cho Sao Sau đó Poppy bắt buộc phải dùng nội tại để lát hit rồi. Lách quy đối phương rất tốt và sau đó thì là một pha bước lên đánh tay một stack. Quy rìa là hai stack đánh tay với cấp độ 2 đánh tay W 5 stack rồi. Đối phương có được cấp độ 2 và sau đó Poppy đang tìm cách để có thể rút lui Đối phương vẫn còn một chấm máu và đối phương tốc biến đi Quy flat theo và đó là chiến công đầu dành cho Darius của Sotomayor Poppy không có TP anh em à Một pha xử lý ở cấp độ 1 cực kỳ tốt của Sotomayor để làm mềm những con lính và hướng tới cấp độ 2 sớm hơn Pha này thì thay vì lát hết con lính này Sotomayor lách quy đối phương để giữ máu Và sau đó bước lên với cú quy rìa Đánh tay lấy một stack sau đó quy rìa Vừa để áp cấp độ 2 vừa lấy stack thứ hai của nội tại và sau đó Poppy quyết định quay ngược trở lại để đánh lính lên 2 lên hai thì Poppy sẽ có một cú E anh em nhá. Sao cho mình lên 5 stack rồi này. Đối phương giật về hướng này để E vào lính rút lui. Đối phương giật về hướng này sao cho mà bắt buộc phải đi theo để đánh tay và giữ 5 stack. Thì đối phương đã có một pha ủi E để rút lui với tốc biến. Nhưng mà với tốc hành cùng với tốc biến còn nguyên thì sao cho mình đã có được một pha xử lý Q flat để lấy mạng solo kill đối phương với chiến công đầu 400. Và Poppy không có dịch chuyển anh em nhá. Thì tân này reset rồi về thôi. Không có áp lực gì cả. Poppy đánh bằng thiêu đốt nhưng mà sao vẫn có được khả năng xử lý tốt và không cho đối phương có khả năng cấu gì quá nhiều. Rồi reset anh em 15 trên 19 cùng với một mạng solo kill chi công đầu. 800 tiền để xem sao cho sẽ mua cái gì anh em nhá. Búa gỗ cùng với kiếm dài. Sau đó thì mắt kiểm soát đi lên. Pha này mất hai spell thì sẽ hơi khó để solo kill Poppy pha sau. Đường dưới thì Thalia đang xuống để ganh Jerry cùng với Saco support Jerry thì còn tốc hành nhưng mà Sako thì mất máu hơi nhiều rồi Một pha quang địa chấn trượt tới từ Thalia nhưng mà đầu tư tốc biến được hay không Đầu tư tốc biến đánh tay với hai bùa Đường giữa thì dây bị Lilia ganh mất một ma hạ gục rồi Cho khi đó đường dưới Thalia đã có được một pha ganh gỡ gạc Lilia vẫn đang ở khu vực cánh dưới bản đồ và kèo đấu khu đứng trên thì hoàn toàn là kèo 1-1 mà thôi và cái đợt lính reset thì nó đẩy ngược trở lại và cùng xem sao cho mương sẽ xử lý cái tên lính này như thế nào. Lợi thế với một mạng chiến công đầu cùng với một con Poppy cũng không còn tốc biến nữa. Nhưng mà đợt lính đang là hơi to một chút và sao cho quyết định farm an toàn. Cấp độ 4 là ngang nhau nhưng mà sao cho mương xử lý xong tên này thì sẽ có thể có được lượng kinh nghiệm nhỉnh hơn đôi chút so với Poppy phía bên kia. Nó Poppy nó sẽ đánh bằng những tình huống ném nội tại cấu gì liên tục và cả Q nữa Và các bạn đừng để dính Q2 của Poppy anh em nhé E đánh tay quyền năng đến từ Poppy Lách được Q đối phương tốt Đến từ Sotramon để giữ máu nhưng mà mất máu cũng tương đối rồi ha Quyết định là đánh giữa Poppy và đợt lính của đối phương luôn đang khiến cho Poppy bị mất chỉ số farm và mất đi cái lượng kinh nghiệm Sau đó là một pha đánh tay kéo E Đánh tay W Quy rìa luôn 5 stack dành cho so và đó là một tiểu lấy 5 stack cực kỳ nhanh một pha lấy năm stack cực kỳ nhanh của Sotomon và các bạn để ý một chút là con Darius này mỗi lần nó đánh tay xong thì bao giờ nó kéo e cũng đủ tầm. Nên trước khi các bạn kéo e các bạn cứ đánh tay một đòn. Sau đó kéo e. Và sau đó đánh tay WQ gì là được ba stack rồi. Cùng với một stack các bạn lấy được từ cái đòn đánh tay đầu tiên á thì nó sẽ là bốn stack ngay tức anh em nhé. Đánh tay WQ gì sau đó đánh tay thêm một đòn nữa nếu các bạn combo WQ mà nó cancel animation như vừa rồi á Đây là một cái trick mà các bạn sẽ cần phải tập mắc nếu bình. muốn đánh direct mapping anh em nhé Các bạn để ý một chút là cái pha này đánh tay sau đó kéo E này Đánh tay WQ gì à? WQ gì à? sau đó các bạn đánh tay một đòn Là năm stack Muốn đánh tay được một đòn sau cú Q gì đó à, các bạn phải đánh tay WQ và WQ nó phải là cancel animation anh em ạ WQ Cancel animation để quy xong các bạn vẫn còn cái làm chậm đấy từ W và các bạn lấy thêm một stack nữa từ đó đánh tay thì đó là cách lấy năm stack của Darius Trong những kèo đấu gặp những con tướng kém cơ động như là Poppy và cái trích này là cái trích các bạn cần cần phải tập luyện nó không quá khó cái W quy của Darius nó cũng giống như cái Q2 W của Kermi chẳng hạn thì các bạn chỉ cần xử lý nó đủ nhanh tay là được và Poppy phía bên kia đã nằm xuống tới hai mạng và mạng đó không thuộc về Talia mà mạng đó thuộc về cái sát thương đốt đến từ năm stack của Sotchimer khởi đầu với hai mạng tốt rồi ha quy dìa thành công w lấy stack thứ hai tiếp tục đánh tay lấy stack thứ ba không đủ tầm đánh tay thì kéo e đánh tay w năm stack quy dìa tiếp tục đánh tay với cấp độ 6 dành cho darius của Sotchimer và ngay lập tức đó là một tiếng solo kill poppy poppy không tính được lượng kinh nghiệm lên level 6 của Sotchimer và với năm stack nội tại Sotchimer đã có được lượng sát thương dứt điểm với máy chém sớt và tiếp tục có solo kill poppy nằm xuống ba lần rồi Đại cao thủ Poppy nhưng mà hơi ngợp rồi anh em ơi Reset thành công một đội lính có xe to Và sau đó sẽ có thêm khiên trụ dành cho Darius của Sotomon trước khi rút lui Nó sẽ là một k 7 tiền anh em à Giàu rồi anh em ơi Up level 6 kịp thời và có được máy chém Nauset no để dứt điểm con Poppy phía bên kia Có được mà hàng cục thứ ba Kèo Poppy Darius anh ở đây là xử lý Mắc ping rồi ha và quyết định đến từ sau trong ván này sẽ là một con Darius tam hợp kiếm. Poppy phía bên kia cũng rất là chịu khó trong việc là cấu gì ở va chạm. Nhưng Sochomong là người xử lý trên cơ hoàn toàn. Hiện tại thì đánh ở tại máy chủ uh, Trung Quốc. Ở mức rank thách đấu thì Sochomong thường xuyên có xu hướng là đánh tướng tủ Darius cùng với Zed và quẩy ranh thách đấu cực kỳ khét với những cái kèo đấu đường trên được xử lý chất tướng vô cùng mắc binh pha này thì poppy đã có được cấp độ 6 nhưng mà cấp độ 6 đối với poppy thì nó cũng không quá đe dọa đánh tay nhưng mà quyết định là sao mừng sẽ farm cái tân lính này cái đã chưa có chiêu cuối thì cũng sẽ không có đủ sát thương dứt điểm poppy phía bên kia poppy có một pha e quy cấu gì cực kỳ khó chịu you know, đối phương cũng có một khả năng phục hồi nho nhỏ đến từ bình thuốc rồi kéo e đánh tay WQ gì ở 3 stack rồi 4 stack rồi dính chiêu cuối đến từ Poppy và không đủ khả năng Onin đến từ Soldier khi không có tốc biến. Poppy đã nằm xuống 3 lần và bắt buộc phải đầu tư chiêu cuối để tránh bị solo kill thêm một mạng nữa. Tốc biến chuẩn bị có lại đến từ Darius của Soldier và liệu rằng có muốn đầu tư phép bổ trợ để ăn mạng Poppy không ba hay không đây. Cắm mắt khu vực sông trên Poppy thì đã bấm bình thuốc cuối cùng rồi. Và pha này có thể là một pha solo kill nếu Sturgeon kéo e chúng. Chỉ cần một pha kéo e chúng là Poppy có thể sẽ chết Nhưng mà Lilia lên Lilia lên ở cấp độ 6 tốc biến đến từ Lilia Kéo e đánh tay W và Sau đó thì chiêu cuối luôn là 4 stack năm stack đang đốt Lilia cực kỳ đau và sau đó thì sao cho mừng quyết định giật ra phía sau với cấp độ 8 quy rìa đối phương tốc biến né quy rìa. và sau đó thì mất năm stack rồi anh em ơi để giết được Lilia nhưng mà không còn năm stack để giết Poppy nữa một pha giật về đến từ sao cho ở đợt lính để lấy cấp độ 8 nhưng mà rất tiếc là không giữ được năm stack dồn <laughs> sát thương lilia với bốn stack rất là nhanh ha kéo e đánh tay wq gì và đánh tay thêm một đòn trước khi chiều cuối và sát thương đó là đủ để lấy cái mạng của lilia phía bên kia nhưng mà không còn đủ năm stack nội tại để đánh cùng với con poppy nữa cú quy diều cuối cùng đã bị poppy tốc biến outplay và sau đó thì bị shot down vẫn là một tình huống một vs hai và có được một ma của, của lilia đó là cái mạng cũng khá là nhiều tiền trong khi đó poppy ăn được mạng, mạng, mạng của sotomon thì nó cũng vừa reset tiền rồi và vừa đủ cái lượng tiền có được cái tam hợp kiếm thì đây là một ngữ sức mạnh đầu tiên dành cho darius của sotomon poppy thì là một con tướng nó sẽ có xu hướng lên tanh là chủ yếu thôi sẽ có một vài ván đấu gặp những dị nhân người ta đánh những con tướng poppy đánh những con poppy theo kiểu là đấu sĩ hoặc là thậm chí có một vài người còn đánh poppy sát lực nữa cơ Đối phương nhấp nhả pop cực kỳ đau ạ Quy diệt trượt mất rồi W một đòn sau đó thì uh, Lách được cú quy lượt hai đến từ Poppy Đối phương cắm mắt và ném khiên có quyền năng ra, ạ Khó chịu ha, Phan này quy diệt trượt rồi Đánh tay W Lách quy hai đối phương tiếp tục đánh tay Nhưng mà kéo E thì đối phương E và lính rút lui <laughs> tốc biến quang địa chấn thành công nhưng mà sát thương bí từ Talia lại có đủ hay không đây Lilia có mặt quy diệt thành công đến từ mông. sát thương của Talia không đủ rồi Poppy vẫn sống trong khi đó thì Lilia không còn chiêu cuối nó chỉ cấu gì ở bằng những lượt quy mà thôi mình đã từng làm cho các bạn xem những cái giao án của anh chàng on champ Poppy bên mấy chủ Hàn Quốc và thực ra là những boy on Poppy người ta xử lý Poppy cực kỳ khó chịu mặc dù lợi thế với bốn mạng nhưng mà để giết con Poppy này không phải là dễ tí nào Họ tờ này farm ha Thalia di chuyển lang thang khu vực sông trên Và đã bị Talon bắt lại với một mạng shutdown Còn Sotomer farm này không có phép bổ trợ nha Chỉ số farm vẫn đang là vượt trội dành cho Sotomer Với cách biệt khoảng chừng 30 chỉ số farm Đối phương uh, ném khiên Đánh tay W quy rìa Đối phương quyết định rút lui bằng tình huống E và lính Khó chịu Không có phép bổ trợ Không có khả năng truy đuổi và Poppy nó sẽ có xu hướng lao lên chơi hit Sau đó nó E và lính rút lui ạ. Nhưng mà máu của Poppy đang là cực kỳ thấp rồi Đối phương đã bấm B về trên tầm nhìn Sao cho mình đi bộ lên kéo E không kịp rồi Nhưng mà thôi reset tên lính này ha Đối phương đã không có dịch chuyển Bấm B về tên này chắc chắn là mất 6 con rồi Lilia vẫn còn đang ở cánh trên Và sao cho mình quyết định ở lại để ăn khiên trụ Nhưng mà đánh tay ăn khiên trụ Không dùng W, không dùng... Uh... Cái nội tại tam hợp để lấy thêm sát thương vì uh, sợ rằng Lilia vẫn còn ở cánh trên Và cùng xem xem là giày sẽ mua là giày gì đây, giày thép gai rồi Lượng sát thương đến từ Poppy nó có rất nhiều sát thương vật lý anh em nhé à, Thôi lên giày thép gai thôi, chưa kể đứng giữa đối phương đang là một con ta lông Thế trận hiện tại đang là một thế trận rất là ổn cho team mông với cách biệt là 10 mạng so với 4 của đối phương và khu đứng trên thì uh... Kèo này mặc dù Poppy đang xử lý rất là khó chịu Và chưa bị lấy cái mạng 300 sau khi reset Nhưng mà để giết nó thì uh, Cùng xem Mừng sẽ xử lý cái tốc hành của mình như thế nào đây Pha dựng tường tới từ Talia Và Mừng bị dính một cú chiêu cuối Sứ giả phán quyết Không tiếp cận được Và Talia cũng bị Poppy đấm một cú mất máu tương đối nhiều ạ Sau đó là một pha kéo e thành công đến từ Sachemung Để cover cho người chơi đi rừng có thiêu đốt Quy diệt không trúng nhưng sát thương vẫn là đủ Với máy chém no mà thôi sát thương thiếu đối của poppy là không đủ để lấy cái mạng của thalia và bị sotomon kéo e chắc chắn là chết rồi không cần phải đầu tư tốc hành vẫn có được thêm một mạng hàng cục nữa poppy đã dướn cái mạng của thalia và đúng là suýt chút nữa thalia đã bị có poppy nó giết chết anh em ạ đây là một con tướng tanh nhưng mà đam của nó khá là ảo bốn khiên trụ dành cho darius của sotomon và liệu rằng nó sẽ là trụ một toàn bản đồ luôn hay chăng với lượng sát thương đến từ tam hợp kiếm thì các bạn cứ dùng qw để reset cái nội tại tam hợp và trụ một toàn bản đồ dành cho darius của satchamon cùng với năm mạng hạ gục đều cực kỳ nhiều tiền lilia xuất hiện và tốc biến lên satchamon kích hoạt tốc hành đối phương còn khúc du rừng thảm satchamon còn e còn q nhưng mất máu phải là hơi nhiều rồi poppy đang tiếp cận với tình huống ủi e tránh bức tường để tránh những tình huống đối phương e chóa anh em nhé. và sau đó là phải e quy hai người hồi máu tốt đến từ darius của satchamon nhưng mất máu hơi nhiều và cũng đang không còn nhiều mana nữa rồi Quyết định đến từ Sachimang là đứng lại để farm tân lính này vì thấy rằng Poppy nó cũng không có đủ áp lực để solo kill Rồi ok đó được tân lính này rồi, hết mana luôn rồi Poppy thì đang proxy với một cái tàn tích 3 mi và Sachimang quyết định ở lại với đợt lính có xe to Năng lượng chỉ đủ một cú quy mà thôi Đối phương áp sát và quy diệt trượt đến từ Darius của Sachimang Khó nha, tầm này máu Poppy ủi E chúng là cũng hơi phiền nha Không còn E, không còn Q nữa rồi Chấp nhận mất một tên lính khu đứng trên để về nhà với một k 8 một k 9 tiền Đứng giữa thì dây có mạng solo Q Talon rồi Mít đánh Đấy, là từ đối hay Và ở đồ thứ hai có vẻ như Sotomo sẽ hướng tới một cái móng vuốt có Poppy phía bên kia là một con tướng cận chiến và nó đang có xu hướng đánh rất là hổ báo anh em nhé Mặc dù là chết rất là nhiều nhưng mà đang đánh cực kỳ hung hăng Nè, thôi lên Starak đồ 2 lấy thêm chống chịu lấy thêm sát thương Không cần phải mua thêm đồ thuần chống chịu làm gì cả Boss thì đó là một tiếng ganh thành công với cú double kill dành cho Talia mười năm rồi một thế trận ổn với một cánh dưới đang đánh cực kỳ hay trong khi đó thì đợt lính buông bỏ trước đó của sao thì nó cũng chưa để mất trụ và cấp độ 11 đã có thì đây là một cấp độ cực kỳ mạnh để Darius có thể xúc sát thương với chiêu cuối điểm cộng thứ hai. Tập này là chênh lệch hai cấp độ giữa Poppy cùng với Sachemon rồi. Cấp độ 9 đánh với cấp độ 11 của Sachemon thì Poppy chỉ có thể chạy mà thôi. Kể cả đối phương lúc này cũng đang có được lựa chống chịu tương đối nhưng mà với Darius cấp độ 11 sát thương chuẩn cộng thêm là rất nhiều kéo e thành công rồi đánh tay đánh tay và sau đó thì đánh tay đất lưu quy dìa đối phương né quy dìa bằng cú e có 5 stack cho sao cho dập luôn cú chiêu cuối gần 800 sát thương chuẩn và 5 stack sẽ đốt chết đối phương cho pha này 300 tiền nữa dành cho Darius của Mông Với sự hỗ trợ đến từ Thalia Gần 800 sát thương chuẩn anh em nhé với con Poppy nó cứ đứng, cứ đứng cả 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 như vừa rồi Thì việc lấy 5 stack cũng tương đối đơn giản Cũng không cần phải Xử lý gì đó nó quá là màu mè cả Kéo E xong cứ đánh tay thôi anh em Đối phương sẽ cố gắng dùng cái E để rút lui vào lính Hoặc là dùng E áp sát con Darius để tránh những tình huống quy rìa Nhưng mà kể cả như vậy vẫn cút thôi Trụ hai đường trên với tam hợp kiếm ăn cực kỳ nhanh 1.900 tiền đang cầm trên người và về nhà đóng Starrack được rồi 15 phút hai đồ lớn Khỏe nha Và với hai đồ uh nhiều sát thương như là tam hợp kiếm cùng với Starak thì cái lượng sát thương chuẩn đấy từ máy chém no sớt nó sẽ lên tới con số khoảng chừng 800 hơn. Hồi nãy là khoảng chừng bảy. Bây giờ là khoảng chừng 800 hơn đấy anh em nhé. Mà Poppy thì nó sẽ khó chịu ở khâu đi đường thôi. Còn đến cái khâu để cánh thì nó cũng không có quá nhiều áp lực. Ở khâu đi đường thì nó sẽ có những pha E và lính để rút lui. Nhưng mà đến cái đoạn xe len này là không có lính để kéo để e nữa anh em nhá. Chỉ cần kéo chúng thôi là Darius của Sacha có tỷ lệ solo kill rất là cao rồi. Pha này thì uh, dây đã bị shut down. Poppy thì chắc là di chuyển nửa đường sẽ về lại khu đường trên thôi. Một pha đứng kỳ kỳ cao đến từ Poppy và bắt buộc phải dùng chiêu cuối để sống nếu như dùng chiêu cuối trượt Poppy sẽ chết. Một pha quyết định chạy đường vòng đến từ Poppy. Sacha quyết định là farm rồi. Không truy đuổi cố gắng giữ hai spell này lại để xử lý cân hai hoặc là xử lý ở tại dòng nguyên tố nếu mà đồng đội cần nhưng mà vì ván này cánh dưới đánh cũng hay nên là dòng nguyên tố cánh dưới thì nó chưa cần sự hỗ trợ quá nhiều đến từ sotymer thalia thì đang gánh bao sân rất là tốt tiếp tục bám cánh để lẻ mặc dù đã có được chủ hai đường trên trong khi đó khu vực đường dưới tiếp tục có đánh nhau và đó là mạng dành cho lilia Sau đợt đẩy uh, lính vào trụ 3 thì quyết định của Sacha Mông là di chuyển xuống cánh dưới. Pha này di chuyển ra trụ mid là hợp lý anh em ạ. Xuống đến bot thì sợ là nó hơi xa. Tầm này dây có thể xuống bot còn Sacha Mông sẽ ở lại cánh trên. Thứ nhất là để áp lực quay mid, thứ hai nữa là để đón được khu đường trên nếu mà nó đẩy ngược trở lại. Nhưng mà vì Sacha Mông đã đẩy đến tận trụ 3 rồi nên là đẩy đường giữa sẽ có rất là nhiều thời gian cho Sacha Mông Đợt lính đường trên sẽ phải đón khi nào khi mà nó tràn trụ một nhà mình thì để mà lính đối phương tràn được vào trụ một nhà mình thì nó sẽ tốn một khoảng thời gian tương đối dài Phần này áp lực solo kill jerry luôn à quyết định đến từ sao là ăn trụ trước jerry tung chiêu cuối quy rìa lấy nội tại tam hợp và sau đó rút luôn được hay không kéo e đánh tay w quy rìa đối phương tốc biến né e, quy rìa đối phương dính hai sách nội tại sao cho quyết định quay ngược trở lại và đánh tay w chiêu cuối tiếp tục quy rìa nhưng mà không có cú quy rìa nào ở đây cả không còn e không còn đứt thì quy rìa cực kỳ khó và bị Talon lông bây. shut down. Một pha quyết định tốc biến để lấy cái mạng của Jerry với cú chiêu cuối ở dạng 4 stack nhưng 4 stack là đủ rồi anh em ạ Con Jerry rất là mỏng Nhưng Poppy đẩy khô đứng trên thì ăn được cả trụ 1 lẫn cả đợt lính nó đang tràn vào cả trụ 2 ạ Một pha đi hơi lâu đến từ sau mông và Poppy đã gỡ được một trụ nhưng mà đường giữa thì Darius của Sotomong vừa có mạng của Jerry vừa có được liên tục hai trụ. Phần này hơi khó cho dày rồi. Và ở đồ thứ ba thì có vẻ Sochumon sẽ hướng tới một đồ thuần tanh Là một cái rắc so Đội hình đối phương thì sát thương phép cũng có đến từ Lilia Và sát thương vật lý cũng có đến từ uh, Talon và cả Jerry nữa Nên là Đồ tanh của Sochumon sẽ là một trang bị vừa có kháng phép vừa có cả giáp cộng thêm Và cũng có thêm một tí máu nữa Quyết định của Sachomong Pha này là xuống cánh dưới để hỗ trợ đồng đội ăn dòng nguyên tố Nhưng mà cánh trên Poppy vẫn đang đẩy cực kỳ khó chịu Và dây nằm xuống như thế này thì Có thể sẽ để mất ở đường trên một cái trụ Vào tay Poppy phía bên kia Và tất nhiên trụ hai mà Poppy ăn được một mình thì nó sẽ là 700 Trụ đó thậm chí có tiền thưởng mục tiêu anh em ạ Một chút gỡ gạc dành cho Poppy khu vực cánh trên Nhưng mà cánh dưới thì Tim Sachomong vừa có thêm con dòng nguyên tố thứ ba Ván này là linh hồn dùng lửa anh em nhé Tiếp tục bám cánh để lẻ đến từ Darius của Sotomon với cấp độ 13 thì đã mắc quy mắc E rồi Một cái E của Darius này thì nó có một cái nội tại xuyên giáp rất là tốt theo phần trăm Nên là Poppy kể cả có trâu thì cũng có thể bị đe dọa tính mạng nếu như bước lên quá cao trong cái đấu gặp Sotomon Darius là một đấu sĩ không ngại những con tanh cơ anh em nhé Nó vừa có sát thương chuẩn đến từ máy chém nao sớt Nó vừa có xuyên giáp đến từ E mà không cần phải lên những món trang bị xuyên giáp Tiếp tục bám cánh đẩy tiếp đến từ Darius của Sao nhằm có được uh, trang bị thứ ba là một cái rắc so Tầm này là vì không có rồng nên là cũng không cần phải <laughs> suy nghĩ quá nhiều đến câu chuyện mục tiêu lớn Mục tiêu lớn lúc này nó sẽ là Baron mà thôi mà Baron thì nó chưa phải là mục tiêu mà team Sao hướng tới tại thời điểm này Quyết định di chuyển ra khu đường giữa Dây lao lên với tiểu solo kill được Lilia Với pha thả sứ giả đến từ đồng đội thì Sao quyết định đi chung để áp lực con sứ giả này tận vào Mega đối phương khu đường giữa Sứ giả phán quyết tới từ Poppy đẩy Darius của Sao về <laughs> Khó chịu <laughs> Tính ăn trụ nhưng mà bị đối phương đẩy về này thì không ăn trụ được rồi Ở đây đường trên đó lính ha Bot thì Way đã tràn trụ hai rất ok rồi Pha này thì bắt buộc phải ở lại một chút để hỗ trợ cho Thalia rút lui trước áp lực tới từ Saco ừ, Support Nhiều Baron thì chưa đủ sức nha Đối phương đánh rất mạnh ở khu vực đường giữa nhưng mà không còn nhiều kỹ năng để mở giao tranh cho bên phía team 2 ừ, Nên là đồng đội đúng của Sochmo vẫn có thể rút lui về được Còn để xem xem là lên cánh trên thì đợt lính đường trên đang như thế nào đây Vẫn đang là những pha nhấp nhả rất khó chịu đến từ đối phương Pha này đánh nhau thì sẽ có tốc hành anh em nhá Kéo e trượt mất rồi Quy dìa cũng trượt rồi Ta lông và Jerry đang áp sát Và Real quyết mở và xạ thủ đối phương đánh tay W Quy dìa như đối phương e chạy được Sao mừng còn móng vô Tiếp tục nhấp nhả và đối phương thả diều cũng cực kỳ khó chịu Lilia tốc biến lên QR hai người trong đó có Sao mừng Và sau đó là một pha hạt lăn lóc đến từ Lilia chứ không dám all in chỉ còn lại khoảng chừng 500 máu mà thôi Khó xử lý team file anh em mà Jerry rất là cơ động và chưa kể đối với đối phương cũng có nhiều CC nữa Dây nằm xuống với mạng áp đảo tuyệt đối dành cho ta lông Mít đối phương cũng đã đánh hay anh em nhé Pha này thì máu hơi yếu rồi và không có tốc biến, không có tốc hành Thì đây là một trạng thái rất là yếu của Darius Kể cả là các bạn có xanh đi chăng nữa thì Việc không có những phép bổ trợ như là tốc biến hay tốc hành sẽ khiến Darius cực kỳ tủ Và rất là khó để tiếp cận tuyến sau đối phương quyết định về sạc máu và đóng rắc sò ở đấu ba đến từ đa rước của Starstrum ha. Pha này thì đang liên tục mất mạng cùng với mất công trình có tiền từ mục tiêu vào tay đối phương. Trách lệch hiện tại cũng đã bị kéo xuống một chút nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ là team Starstrum vẫn đang có lợi thế nhỉnh hơn với nhiều trụ và nhiều mạng có được. Và cùng xem sao chúng mình sẽ đánh ở tại con rồng nguyên tố thứ tư để lấy linh hồn rồng hay là đánh Baron đây. Lượng sát thương ăn Baron đến từ thalia hay là Kai'Sa cũng ổn nhưng mà mình nghĩ là hơi mạo hiểm. Phía bên kia là Talon ba đồ anh em nhé, cũng khỏe đó. Tiếp tục đẩy ca khu đường trên Trong khoảng thời gian mà không có mục tiêu thì các bạn cứ bám cánh để lẻ Và tránh việc bị bắt lẻ ở khu vực đường cánh cái việc bóng cánh để lẻ nó giúp cho các bạn có được kinh nghiệm và lượng chỉ số farm theo thời gian nó rất là tốt cầu sấm tốt tới từ dây sau một pha làm mềm tới từ thalia và lúc này thì những gì sao cho mình hướng tới có lẽ sẽ là một tình huống lấy cấp độ 16 sáu jerry vừa mất tốc biến rồi tốc biến kéo e đánh tay wq gì và đó là mạng dành cho thalia tiếp tục bắt lẻ thêm một người nữa một người thậm chí là rất là quan trọng con saco hệ tư tưởng pingwood Kai Sa bơi vào có phải là hơi sâu với cú chiêu cuối của mình và lấy bản điểm số rồi Sao đang cố gắng lấy 5 stack từ vị trí của Poppy 5 stack đã có rồi Quyết định là dùng QG để dứt điểm những mạng đó thuộc về cho Jayce Không nên dùng chiêu cuối trong pha vừa rồi anh em nhé Dùng chiêu cuối trong pha vừa rồi rất là uổng Bởi vì là trước cấp độ 16 thì uh, Chưa được reset chiêu cuối ngay lập tức pha này uh, giữ chiêu cuối lại để đánh rồng và đây là con rồng nguyên tố thứ tư nếu mà lấy được linh hồn rồng thì uh, sức sát thương đội hình của tia sát trung mình sẽ được cường hóa rất là đáng kể với con rồng lửa thứ hai và thêm cả sát thương đến từ linh hồn nữa Baron thì mình nghĩ là không kịp rồi Baron thì đối phương sẽ hồi sinh đấy anh em nhé nhưng mà dây có thêm linh hồn rồng mà nó pốc thì thôi rồi phía bên kia là một con saco support ap cực kỳ khó chịu và hiện tại thì uh, tiền đang cầm đó là một mốt để xem xem là đồ bốn sẽ một cái gì nào đồ bốn sẽ là đồ semi hay là đồ kiểu phun tanh nhở đam mình nghĩ là hai món là ok rồi đó tam hợp cùng với startup là rất là nhiều đam rồi quyết định mua một cái ấn thép và trang bị này thì nó sẽ được nâng cấp thành hai trang bị lớn là giáp thiên thần cùng với vũ điệu tử thần nhiều quyết định hoàn tác để mua một cái đai thanh thoát đây là một trang bị thành phần của những món trang bị cộng tốc độ di chuyển bản thân cái đai thanh thoát này đã có tốc độ di chuyển rồi anh em nhé mà darius thì lại rất cần cái tốc độ di chuyển nó có thể là một cái giáp liệt sĩ hoặc là một cái giáp thiên nhiên nhưng mình đang thiên về cái giáp liệt sĩ hơn một chút bởi vì là nó sẽ giúp cho chúng mình chống chịu được lưỡi sát thương vật lý Đường đối phương thì sát thương vật lý nhiều hơn là sát thương phép Có định ép Baron luôn không? Ép Baron với một con Darius cấp độ 14 và đang còn tốc hành Bị Poppy bắt choáng lại, bị cấu rỉ một nhịp nhưng mà còn hà thông nổ để rút lui Vừa rồi là một tình huống WQ cancel animation đấy anh em nhé Pha chiều cuối đến từ Poppy để có thể ép lui team sát cho mừng khỏi khu vực hang Baron Nếu mà các bạn không áp dụng cái trích WQ mà cancel animation của cái W ấy anh em là các bạn không bao giờ WQ hạt thông được đâu anh em nhé mà để tập cái trick WQ mà cancel animation thì các bạn tập bằng những cái hạt thông hoặc là những cái hoa soi sáng à không cái hạt thông mới được nếu các bạn W bình thường á thì các bạn không kịp quy đã bị cái hạt thông nó hất tung rồi mà trong lúc bị hất tung các bạn không quy được đâu nha còn nếu các bạn áp dụng cái trick gọi là cái trick WQ cancel animation thì các bạn sẽ vừa W được hạt thông mà vừa cancel animation và vẫn quy được không tin thì các bạn cứ vào phòng tập các bạn tập thử mà xem Đây là một tình huống đối phương đang cố gắng cấu gì nhưng mà Jaypok cũng rất là thốn với quả cầu sấm lấy đi nửa cây máu của Jerry. Bật máy quét để phát hiện ra những pha W của Sako và sau đó dẫn lên cạnh tranh khả năng Pok giữa hai team. Giày tốc biến chỉ thiên và sau đó thì Jerry vẫn e đi được. Pha kéo e của Sako không trúng có Sako và đối phương vẫn rút lui được. Nó cố gắng quy gì vào cái bóng của Sako để lấy thêm một tí hồi máu. Baron tiếp không nhỉ? đang bị đối phương pốc cũng là cực kỳ đau Lilian nó có mặt nạ và cái nội tại của Lilian nó pốc thì uh, tương đối thấm pha này thì dây chỉ pốc chúng có poppy mà thôi cấp độ của sao cho là, là cấp độ 15 chứ phải là cấp độ 16 và đối phương à, cũng à, đang nhấp nhả cực kỳ khó chịu chưa cho tin cho mừng ăn tháng. con baron này một cách dễ dàng Rồi có được con cua ở khu vực cánh trên bản đồ là một con cua hư không Nhà Baron thì vẫn chưa ăn được anh em à phải ăn được baron thì mới ăn game được anh em nhé ép đánh cũng không được vì không có công cụ mở đối phương thì cứ nhấp nhả thả diều bằng e của jerry cùng với q -Saco nữa khó chịu phết anh em ạ dù sao thì trận đấu này diễn ra cũng ở mức ranh tầm đại cao thủ với thách đấu mà cũng toàn là người ta biết chơi hết rồi Thôi chờ tốc biến với cả tốc hành hồi lại ở cấp độ 16 nữa là đẹp <laughs> mặc dù đi đường các bạn thấy là lợi thế rất là nhiều cho sao nhưng mà đến giữa trận thì để khai thác mạng không phải là dễ <laughs> dây có vẻ là solo kill được Talon luôn ạ ôi wow. Talon ba đầu rưỡi nhưng mà dây nó có vẻ là chơi trước được một cuộc phục cú phòng cú và bắt lẻ được Talon mở ra cơ hội Baron dành cho team Satchmo tại khu để cánh trên chờ đồng đội chạy từ khu đường dưới lên là có thể ép Baron được mà trong khoảng thời gian này thì sao đang đánh canh yếu nên là không có mạo hiểm để lên quá cao làm gì cả chờ đồng đội di chuyển từ khu cánh dưới lên để ép Baron là hợp lý luôn anh em ơi hai phép bổ trợ đã sẵn sàng của sao nó chưa phải là cấp độ 16 để tối ưu các lượng sát thương chuẩn đến từ máy chém no sớt nhưng với tốc biến tốc hành đã có thể xử lý đột biến rất là cao rồi lại tiếp tục bị poppy nhắm tới với cứu sứ giả phán quyết khó chịu thật sự nhưng mà vô tình lại có một pha vòng sau đến từ Sao Mông Liệu rằng có áp lực cho cú vòng sau này hay không đây Poppy mất chú cuối Ebaron tiếp Talon sắp hồi sinh đi ra rồi Lilia Chính xác là vị trí của Real lao lên mở Và quang điện chấn thành công đến từ vị trí của thalia W chú cuối hai mạng cho Sao Trâm flat lên và tiếp tục có mạng dành cho team Sao cho pha này ơn, Một pha ép đánh người trở ra cực kỳ hiệu quả Và chỉ chết con reo nhưng mà có được cực kỳ nhiều mạng ba mạ gục này trong đó có người chơi đi rừng đối phương nên là kể cả Talon có hồi sinh cũng không phải là vấn đề chiêu cuối của sao trong sắp hết hạn rồi nếu mà pha này áp cấp độ 16 thì vẫn còn à, chiêu cuối kéo e thành công con Talon phía bên kia w và không còn chiêu cuối nhưng vẫn có sát thương đến từ thalia tuyến sau để dứt điểm và quét sạch cùng với baron dành cho team sao nút thắt đã được mở sau một tiếng bắt lẻ thành công tới từ dây và dây đã bắt được chết một con Talon cực kỳ xanh của đối phương ép baron gỡ được cực kỳ nhiều mạng nữa có được Baron Boop, có được linh hồn rồng và đối phương đầu hàng luôn rồi GG Phía bên kia đã cảm nhận được tranh lệch lúc này là quá đánh lớn và quyết định đầu đánh hàng đến từ đánh bên đánh phía đánh của đánh team đánh 2 đánh Nhà ván này cũng cần đến 31 phút để end game anh em ạ Không được xem xem là lượng sát thương cuối game rồi À để mình check trên app Ok, uh, ván này sao cho không gây được nhiều sát thương lắm uh, Chỉ đi đường cùng với Poppy và gây được khoảng chừng 18.000 sát thương mà thôi Dây là 32.000 sát thương với linh hồn rồng Pop cực kỳ đau Talia cũng được 19.500 sát thương anh em nhé Cái đề cuối cùng của sao là 924 Và Poppy đại cao thủ phía bên kia thì cũng ăn được vài mạng Với 47 KDA Nhưng mà Jerry ván này thì thọt Tan lông mặc dù rất là xanh nhưng mà bị bắt lẻ một quả là thua game luôn Saco support thì cũng không quá xanh Và dừng đối phương là một con Lilia Thì các bạn thấy là lên tốt bị sao cho giết Không tác động được quá nhiều tới ván đấu này rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giáo án của Sao kèo đấu giữa Darius của Sao Đẳng cấp Darius thách đấu đối đầu cùng với một đại cao thủ Poppy Và kèo này xử lý đã quá tốt rồi ha. Giết đối phương liên tục khu vực trên Hẹn còn lại anh em một giáo khác anh em nhé Bye bye